Gotham, sự ảm đạm len lỏi giữa cơn mưa bão đêm Halloween, lũ tội phạm đang lẩn khuất chờ đợi. Nhưng tôi cũng thế, tôi ngửi thấy mùi bạo lực phảng phất, mùi tội lỗi của những tên cặn bã, và cả mùi pizza, và gà rán, và thịt nướng chết tiệt, đáng ra nãy phải ăn cả bánh táo mà Alfred làm. Nhưng cơn đói chẳng quan trọng nữa, khi ánh đèn tín hiệu xuất hiện trên màn đêm u ám đang bao phủ thành phố này, lũ tội phạm đang dần học được cách sợ hai bóng tối, và những kẻ chưa học được, sẽ sớm học được. Mày là thằng đéo nào? Tao là sự báo thù. Hả? Cái gì? Tao bảo tao là sự báo thù. Cái gì cơ? Nghe không rõ. Ông có thể kiểu bớt cái giọng khàn khàn đi và nói giọng kiểu high pitch một tí hơn. Tao là sự báo thù được chưa? Chào sự báo thù nha, tớ là John. Hài hước đấy. Tôi sẽ đấm bay sự hài hước của chúng cùng cái răng số 7 của chúng. Như khi tôi còn bận rộn canh gác những con phố, một trong những kẻ thù truyền kiếp của tôi trong tương lai đã bắt đầu hành động. Hắn đột nhập vào nhà ông đương kim thị trưởng tên gì đó mà tôi không quan tâm, vì tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự báo thù. Tôi là sự báo thù. Tóm lại thì hắn đột nhập vào nhà ông thị trưởng và ám sát ông một cách man dợ. Rồi hắn ngồi lên người ông ta và móc ra con hình vuông. Tôi xin lỗi, đồ nhạt quá. Hắn xếp mót 3 lớp cho ông nghị sĩ. Nhận được lời nhắn, tôi tức tốc đến hiện trường vụ án. Bất chấp sự phản đối của các sĩ quan cảnh sát, tôi bình tĩnh phân tích các dữ kiện. Nạn nhân bị quấn băng dính kín đầu và dòng chữ không dối trái được viết lên mặt. Ngón tay cái bị cắt lìa. Và đờ mơ vãi, Gordon, ông là người da đen à? Suốt 52 năm nay rồi, cảm ơn anh đã để ý. Không, ý tôi là trong những phần phim kia thì... À mà thôi, tôi biết thủ phạm là ai rồi. Và đó... chính là kẻ gây án. Giỏi lắm đấy Sherlock, giờ thì hắn có thư gửi anh nè. Thủ phạm cố tình để lại một câu đố, một lời thách thức. Tôi rời hiện trường với những suy đoán mơ hồ. Tôi cùng những chiếc batarang cưỡi con Batcycle để trở về Batcave, tháo ra những chiếc Batlens và phân tích lại dữ kiện trên Batcomputer, mặc kệ lớp mascara còn dính trên mặt. Bat Butler, Alfred sau đó bước vào và cùng tôi giải câu đố mà thủ phạm để lại. Cậu giờ là celeb rồi đấy nhỉ? Một người đàn ông vừa bị giết. Được fan gửi thư cơ đấy cậu Wayne ạ. Chúng ta đang ở giữa một vụ án đấy, chết thiệt thật bố ạ. Cái gì cơ? Ý tôi là chết thiệt thật bro. Cậu phải dành thời gian cho tập đoàn nhiều lên. Ông không phải là bố tôi. Đó không phải là điều cậu nói 5 giây trước đâu. Tôi bèn đi thay áo và ăn sáng trong khi Alfred giải hết mớ mật mã. Và khi ông ta, ý tôi là khi tôi giải xong, với một chút xíu giúp đỡ của Alfred, tôi liền mặc bộ đồ rơi và cùng Gordon đến hầm xe của ngài thị trưởng quá cố và tìm được một chiếc USB với ngón tay của ngài thị trưởng treo toàn tên trên đó. Trong USB là một mớ ảnh ngài thị trưởng đi phá đò ở chỗ của Penguin, một tay sai của trùm tội phạm Falcon. Và những tấm ảnh này đã được phát tán khắp nơi khi chúng tôi đang điều tra. Giữa cơn mưa xối xả, tôi tìm đến hộp đêm của Falcon. Mày biết tao là ai không? Bố thằng điên. Cái gì nữa thằng Lin? Mày không biết thật đấy à? Tao thề nếu mày mà... Tao là sự báo thù và tao muốn gặp Penguin. Những lời nói qua loa linh tinh không thể cản bước được chàng rơi lực lưỡng này. Tôi tiến thẳng vào hộp đêm, tự hỏi sẽ moi được gì từ Penguin và mong tôi nhìn thế nào trong bộ đồ này. Đám bảo vệ quá yếu để... Đờ mơ tao đang độc thoại. Và cuối cùng thì Penguin cũng xuất hiện, nhưng một tay như hắn sẽ không dễ dàng phun thông tin ra và tôi phải nghĩ cách để mà... Tôi thấy ả đào này nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh, rõ là cô ta biết gì đó. Penguin thì không giống một kẻ thích tâm sự, nên tôi bám theo mông xịn. Ý tôi là tôi bám theo cô gái khả nghi tên Selina đó. Đúng rồi babe, cởi nó ra và cho anh. Cho tôi thấy cô đang giấu điều gì. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ta parkour xuống đường và tôi làm việc mà tôi phải làm. Selina đột nhập vào hiện trường nơi ngài thị trưởng bị giết, mải mê mở jacket bí mật cho đến khi tôi đánh động cô ta. Selina cố hạ gục tôi, nhưng tôi giật được từ cô ta một cái hộ chiếu của một cô gái tên Annika. Annika? Cô này làm strip chat đúng không? Hot xếp gạch Annika hay dùng máy rung và cái dildo sần sùi? Tôi đang khẳng định lại những dự đoán thì bảo vệ tới, khiến tình hình trở nên vô cùng căng khỉ. Thật mà cô ta thơm vãi. Mình giả vờ vô tình chạm ngực có sao không nhỉ? Này bro, tôi chỉ muốn trông cái hộ chiếu của bạn tôi về thôi, ok? Bạn cô chắc chắn phải biết cái gì đó. Yes, mình sắp được gặp idol strip chat. Ý tôi là tôi sắp có thêm manh mối mới về vụ án. Nhưng khi đến chỗ họ, căn hộ đã tàn hoang, Annika đã biến mất và TV thì đưa tin về một cái chết nữa. Kẻ gây án chính là thủ phạm giết ngài thị trưởng, tự xưng là Riddler. Còn nạn nhân thứ hai là ủy viên sở cảnh sát. Đến nước này thì tôi không thể lịch sự được nữa. Tôi sẽ hỏi những điều cần phải được hỏi. Nhà cô có nhiều mèo ấy, cô thích nhiều lông à? Cái gì? Không, không có gì. Tôi sau đó cùng Gordon đến hiện trường vụ án và phát hiện ngài cố ủy viên đã tham gia buôn bán ma túy. Cũng như lần trước, Riddler để lại cho tôi một phong bì chứa một câu đố chết tiệt khác về lùa lùa con chuột gì gì.
hay là gọi Alfred nhỉ? Alfred là ai? Không ai cả. Tôi chỉ đang đoán có khi Riddler tên là Alfred thôi. Tôi cùng Selina sau đó đột nhập vào tầng dưới hộp đêm của Penguin. Khi tôi nói vậy, tức là cô ta đột nhập và chuyển hình ảnh ra cho tôi xem cùng. Cái hộp đêm này toàn lũ chóc bu trong chính quyền Gotham. Chúng tôi may mắn moi được một chút thông tin về con chuột. Khi biết Annika cũng vì dính líu vụ này mà bị bắt cóc, Selina mất kiểm soát và bị trùm tội phạm vào cầu chú ý. Vào lời Selina, cô thấy mặt hắn không? Dĩ nhiên là có. Hắn nhìn như kẻ bị ám ảnh bởi lũ robot ngoài hành tinh ấy. Cái gì? Cô có thể xin chữ ký của hắn cho tôi được không? Cái đéo gì vậy rồi? Để điều tra thôi. Cái còn mẹ anh chứ. Selina đã bỏ dở cuộc điều tra. Đó là lý do tôi rất khó tin tưởng người khác. Họ thiếu sự chuyên nghiệp. Dù gì thì mật mã của Riddler đã được tôi giải bằng cách nhờ Alfred. Sau đó, tôi đến dự đám tang của lão thị trưởng một cách đẹp trai. Và đó là lần đầu mà tôi tiếp xúc với Falcon. Lão tỏ ra thân mật với tôi và lấp lửng về mối quan hệ với cha tôi. Nhưng đó chưa phải tất cả. Khi buổi lễ đang diễn ra, một chiếc xe lao thẳng vào sảnh đường. Người lái xe là một công tố viên đã bị Riddler gắn bom lên cổ và gắn điện thoại lên tay với mục đích là gửi tôi một thông điệp. Tôi đành đi thay quần áo và cho tên biến chất kia thứ mà hắn cần. Hắn muốn ta phải hát ư? Chúa ơi không! Chắc chắn là hắn muốn bắt ta hát. Đây không phải là Harley, ai lại đi xa đến thế này chỉ để nghe Batman hát chứ? Người chắc chứ, ta hát khá là hay đấy. Chắc! Hắn không muốn nghe anh hát đâu. Am I blue? Riddler đến đây không chỉ để nghe tôi hát, mà còn để thách thức tôi với những câu đố mới, những câu đố mà tôi đã chuẩn bị để đối mặt. Nhưng Riddler không hề vội vã, hắn bắt đầu bóc phốt công tố viên này, phanh phui hết những hành động dơ bẩn của ông ta, rồi hắn cho ông ta cơ hội để sống nếu ông ta giải được 3 câu đố trong vòng 2 phút. Riddle this, nó có thể tàn nhẫn, thi vị hoặc mù mờ. Câu trả lời là công lý. Ta còn chưa đọc xong câu hỏi cơ mà. Câu đố thứ hai đi, đừng câu giờ. Nhưng ok fine, câu đố thứ hai. Nếu người là công lý thì đừng. Đáp án là hối lộ. Này ngươi mới Google đấy à? Không. Screenshot lịch sử tìm kiếm và gửi ta xem. Không. Còn mẹ người. Tên Riddler chết tiệt đã an gian và cho nổ một quả bom vào mặt tôi. Tôi thức dậy trước ánh đèn và ánh mắt của một nửa xe cảnh sát Gotham. Nhưng Gordon kịp giải nguy trước khi họ kịp tống tôi vào tù. Tại sao mồm anh vẫn còn nguyên sau quả bom đó nhỉ? À, tôi có mặc giáp. Nhưng không phải ở giáp cốt truyện. Nhờ vào kịch nho nhỏ của Gordon và chủ yếu là nhờ mấy thiết bị ngầu lòi của tôi, tôi thoát được khỏi trụ sở cảnh sát. Chẳng gì có thể làm khó tôi vì người rơi có kế hoạch cho mọi thứ. Đúng như kế hoạch, tôi cùng Gordon sau đó hội ý và trao đổi thông tin. Cuối cùng thì chúng ta vẫn cần tìm ra con chuột. Chim cánh cụt cũng là chuột. Cái gì? Chim cánh cụt tiếng Anh là Penguin. Không thể tin được, tôi vừa mới tự mình phá án. Này anh có nghĩ là ta nên dành thêm thời gian? Tôi vừa mới tự mình phá án. Đi thôi nào Gordon. Chúng tôi theo chân Penguin đến nơi chúng trao đổi ma túy. Nhưng Selina cũng xuất hiện. I gotta go, booty call. Cái gì vậy? Selina hạ gục hết lũ tay chân của Penguin và tìm thấy xác Annika trong cốp xe chúng. Chưa kịp bàng hoàng thì đám Penguin nổ súng, làm tôi phải lôi ra con Batmobile. Bạn đang thắc mắc nó bao nhiêu mã lực ư? Câu trả lời là đúng vậy. Selina tranh thủ cầm túi tiền của chúng mà bỏ chạy, còn tôi thì truy đuổi con chuột chết tiệt. Chắc chắn là con xe gia đình của hắn không thể đua với con Batmobile của tôi. Con chuột đã bị bắt. Chúng tôi biết anh là chuột rồi. Và người tốt nhất là nên bắt đầu khai ra đi. What the fuck bro, tụi bay là lũ ngu. Không, ta là sự báo thù. Còn ngươi là kẻ sắp khai ra tất cả những gì mà mình biết. Và ngươi nên nói nhanh đi vì ngài rơi đây. Là hiệp sĩ bóng đêm, anh ấy là sự báo thù. Là biểu tượng, là nỗi sợ hãi của lũ tội phạm. Và quan trọng hơn hết là gì ngươi biết không? Nói cho hắn biết đi Gordon. Ôi chúa ơi, anh ta là cái gì? Anh ấy mồ côi. Cái gì? Tức là anh ấy chẳng còn gì để mất đâu. Đúng vậy, và chuột là chim cánh cụt. Để bắt hắn tin, tôi Google câu đố. Và trước sự ngạc nhiên của Gordon, chỉ Gordon thôi, vì người rơi không bị bất ngờ. Hộp chat với Riddler bỗng hiện ra. Chuột là chim cánh cụt, đúng không? Hắn bảo thú vị và bảo rằng tôi đang bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh. Hắn không bảo tôi sai, chuột là chim cánh cụt. Riddler còn đưa ra một câu đố về nạn nhân tiếp theo. Mẹ thằng mồ côi này. Mồ côi. Chính xác, tôi vừa giải đấu được á. Tôi vừa tự giải đố. Khoan đã, mồ côi ư? Tôi cùng Gordon đến trại mồ côi của nhà Wayne. Và thứ đang chờ chúng tôi ở đó là đoạn phim bóc phốt cha tôi, Thomas Wayne. Tôi vội phóng xe về, tôi đạp ga, bẻ lái, tôi táp hai lần để bật nitro. Nhưng tôi đã quá muộn, quả bom được nhét vào thùng thư và Alfred lãnh đủ. Riddler lại để lại một câu đố nữa. Tôi kê lại bàn một cách giận dữ, vẽ một chút graffiti và cố gắng kết nối các dữ kiện. Trong đầu tôi chỉ có những suy nghĩ về Kristen Stewart và cha tôi đã phạm tội ác gì. Tôi bèn bắt đầu làm việc mà tôi giỏi nhất, ngắm ngực Selina mà không để cô ta biết. Ngắm Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Selina liên lạc lại với tôi, đòi một cuộc hẹn. Tôi sẽ trả thù cho Annika. Giết một tên sát nhân không làm giảm số lượng sát nhân trên thế giới. Thế thì tôi sẽ giết nhiều tên. Nhưng hắn là trùm tội phạm, còn cô là một vũ nữ. Cô định giết Falcon bằng cách nào? Tôi sẽ. Cô định bắn tim cho hắn trong khi đang múa cột ư? Tôi sẽ không bao giờ. Hay cô định liếm tay lão ta tới khi lão ta donate hết tài sản cho cô? Ai không biết tôi có thể làm gì đâu. Cô có thể liếm chân lão ta nữa ư? Không. Chắc chắn là có. Lão ta là bố tôi. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà tôi không có. Từng mảnh ghép đang dần kết nối lại với nhau cho tôi dự kiện duy nhất mà tôi đang cần. Selina có daddy issue. Anh là ai? Bên dưới lớp mặt nạ.
Cô là bác sĩ tâm lý à? Không, sao anh lại hỏi? Đó chính xác là câu mà bác sĩ Stevenson hỏi tôi tuần trước. Tôi có thể cam đoan với anh. Bác sĩ Stevenson, đồ quỷ quyệt này, ông giấu cái camera ở đâu vậy? Bị quyến rũ bởi sự thông minh của tôi, Selena khóa môi cô ấy vào môi tôi. Anh sẽ giúp tôi báo thù chứ? I'm horny. Cái gì? Ý tôi là I'm vengeance. Falcon phải bị tiêu diệt vì giữ bình yên cho Gotham. Tôi nghĩ vậy khi nhìn mông Selena. Nhưng rồi Riddler tiếp tục bóc phốt bố tôi, nói rằng ông đã thuê người giết một phóng viên khi anh ta đang bài bố nhỏ mẹ tôi. Tất cả là để bảo vệ chiến dịch tranh cử của bố tôi, và người giúp bố tôi làm việc đó chính là Falcon. Niềm tin vào bố mẹ tôi bỗng chốc sụp đổ. Tôi lê đôi giày xuống nước mưa đến chỗ Falcon. Hắn vẫn tỏ ra thân mật với tôi và thừa nhận tất cả những gì Riddler nói. Thế giới trong tôi dường như đã sụp đổ. Ông đã xáo lộn á. Đủ má biết ngay mà. Thế giới trong tôi chưa sụp đổ. Selena sau đó gọi tôi cùng Gordon bằng tín hiệu rơi. Cô ta đã tóm được tên cấm bẩn đã giết Annika theo lệnh Falcon, và đoạn thu âm cuộc gọi cuối của cô gái tội nghiệp, trong đó có bằng chứng Falcon thao túng chính quyền và buôn bán ma túy khắp Gotham. Chỉ mừng cũng là chuột. Cái gì nữa? Đơn giản như thế, tôi đã giải được câu đố của Riddler. Tên cấm bẩn còn khai về quỹ Wayne, thứ đã trở thành nơi rửa tiền cho bọn tội phạm kể từ khi bố tôi chết. Nghe vậy đủ rồi, đi giết hắn nào báo thù. Không, người rơi không giết người. Chúng giết người ý xèo. Đúng vậy, nhưng tôi chỉ cùng lắm là ném batarang vào người chúng thôi. Vậy khi anh hết batarang thì sao? Tôi xếp bì và bắn chúng. Anh là trẻ con đấy à? Không, tôi là sự báo thù. Không đồng ý với phương pháp của tôi, Selena vùng chạy đi. Thật là một người thiếu chín chắn. Nhưng tôi không thể để cô ta lẫn Falcon chết. Tôi lẻn vào hộp đêm của Falcon. Trong khi Gordon đem đoạn ghi âm kia cho giới báo chí, Selena có giết tên trùm tội phạm nhưng thất bại và còn bị lão vụt cho. Tôi dọn dẹp xong lỗ tai chân thì kịp thời đến cứu cô ta, và cũng ngăn cản không cho cô ta giết bố mình, vì khẩu súng đen dài duy nhất mà cô ta nên làm cho nó bắn là khẩu súng của đoàn. Falcon đã bị bắn chết, kẻ ra tay lại là Riddler. Hắn nhanh chóng trốn thoát chỉ để chạy vào một quán cà phê ven đường. Hắn đầu hàng không hề chống trả và cười một cách khoa học khi thấy tôi. Cảnh sát giải hắn đi, để lại phía sau cốc cà phê dần nguội lạnh như bố mẹ tôi. Điều tra căn phòng của Riddler, chúng tôi tìm ra được động cơ của hắn. Thứ động cơ đã thúc đẩy hắn đi trên con đường của một kẻ sát nhân kỳ quái. Hắn bị nhưng những câu đố vẫn chưa kết thúc. Tôi đến gặp hắn tại Arkham, nơi hắn bóc trần danh tính của tôi và tỏ ra tự hào về những tội ác của hắn. Người phải trả giá vì giết người ngay trước mặt ta và đĩa salad hoa quả của ta. Người ăn salad hoa quả? Chứ người nghĩ mỡ cơ bắp này được tạo nên từ cái gì? Tikka masala. Ta không biết nữa bro, mà nó cũng... Người nghĩ cái body này từ đâu mà ra? Từ mẹ ta chắc. Ý ta là nếu mẹ ngươi từng chuyển giới thì... I'm in love with your body. Cút còn mẹ mày đi Ed Sheeran. Thôi tóm lại thì đi giải đố tiếp đi. Thứ gì đen và xanh và chết chóc khắp nơi. Shit bro, ngươi dám nói về... Không, ta không nói về bố mẹ ngươi. Ta gài bom ở mấy cái đập, chết tiệt. Tôi nhanh chóng tìm ra được vị trí hắn đặt bom, nhưng vẫn là quá muộn. Nước biển tràn vào thành phố, khiến mọi người đổ xô về quảng trường Gotham để trú ẩn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Riddler còn chuẩn bị đội ngũ một đống những thằng điên đã mua sẵn súng ống và chuẩn bị khai nòng. Mục tiêu của chúng là cô thị trưởng mới. Nhưng may mà chúng bắn như cứt và tôi xuất hiện kịp thời, đấm bỏ mẹ chúng. Tôi sau đó còn tham gia cứu hộ. Tôi tuyệt vời và lở. Và giờ thì Gotham có một thị trưởng da đen. Đó không phải là một câu kỳ thị, đó là fact. Gotham vẫn còn hy vọng. Ngoài ra thì tôi nghe bảo là Riddler đã kết bạn với một tù nhân nào đó trong Arkham. Hy vọng là một chút tình người sẽ giúp hắn sớm tái hòa nhập cộng đồng. Mày biết tao lấy vết sẹo này từ đâu không?